Từ phòng tiêu chuẩn cho đến những căn phòng hạng sang, phòng tổng thống, chúng tôi tự hào có mặt tại các khu du lịch trên toàn quốc, thành phố lớn của cả nước, cung cấp cho hơn 300 khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, du thuyền, hàng không, bệnh viện, đồng thời xuất khẩu tại nhiều quốc gia trên thế giới như Myanmar, Lào, Úc và châu Âu. Việt Phúc Group đã và đang hướng tới trở thành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á, sản xuất và cung cấp các sản phẩm đồ dùng cá nhân tiện lợi, thông minh cho ngành du lịch. Xuất phát từ ước mơ trở thành một nhà sản xuất chuyên nghiệp của người Việt trong lĩnh vực sản phẩm cá nhân amenity cho khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, du thuyền, hàng không, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc được khởi đầu từ năm 2001. Trải qua hơn 15 năm phát triển, chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong sản xuất và cung ứng đồ amenity đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế được sản xuất bởi trí tuệ và bàn tay người Việt. Với sự tin tưởng và hợp tác của hàng trăm các khách hàng trên toàn quốc, Việt Phúc đã khẳng định được vị thế, uy tín trong ngành, theo sát sự phát triển không ngừng của ngành du lịch, khách sạn Việt Nam. Với cái tầm nhìn là mong muốn trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về các sản phẩm tiện lợi cho ngành du lịch và tiêu dùng. Và cái triết lý kinh doanh của chúng tôi là sẽ sản xuất ra những cái sản phẩm tinh tế nhất, tiện lợi nhất, an toàn, tiết kiệm và có giá trị thẩm mỹ cao, phục vụ cho ngành du lịch và ngành tiêu dùng. Hiện nay, Việt Phúc có 3 dòng sản phẩm chính: Ecotel, Happy Day, Vietsense.vn. Đặc biệt năm 2016, Việt Phúc được chính phủ Hà Lan hỗ trợ cử chuyên gia hàng đầu Mr. Lechess, R&D Director của Colgate sang giúp đỡ và nâng cao năng lực bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Phòng nghiên cứu và phát triển R&D luôn sáng tạo, không ngừng đổi mới mẫu mã, đáp ứng theo từng yêu cầu khách hàng. Phòng thí nghiệm được trang bị máy móc hiện đại, nghiên cứu cho ra các sản phẩm mới dựa trên đề xuất của khách hàng giúp đỡ và nâng cao năng lực trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Những sản phẩm đồ đặt phòng tinh tế từ mọi góc nhìn được sản xuất nhờ đôi bàn tay khéo léo của đội ngũ công nhân lành nghề. Với tiêu chí, lợi ích của khách hàng cũng là lợi ích của chúng tôi, cùng gia tăng giá trị, Việt Phúc vinh dự và tự hào khi được cung cấp đồ amenity cho các đối tác tiêu biểu. Mỗi một khách sạn họ có một cái phong cách riêng, một cái triết lý kinh doanh riêng và một khách hàng riêng, và chúng tôi sẵn sàng phục vụ khách hàng của chúng tôi là các khách sạn những cái đơn hàng mà có thể nói là duy nhất, thậm chí là có những đơn hàng là chỉ một số lượng rất là ít, chỉ một vài đơn vị sản phẩm nhưng mà không trùng lặp hay không đụng hàng với bất cứ một khách sạn khác. Và những cái đấy là để làm được như đó thì cả chúng tôi đội ngũ thiết kế cũng như là khách sạn, những chủ đầu tư khách sạn và ban quản và những giám đốc khách sạn cũng phải cùng ngồi với nhau để bàn và thống nhất, để tìm thống nhất từ ý tưởng rồi hoàn thiện sản phẩm, làm mẫu đến lúc ra sản phẩm cuối cùng. Với sự tinh tế đến từ mọi sản phẩm, Việt Phúc luôn hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Với Việt Phúc, không có đơn hàng nào là quá nhỏ. Chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao năng lực cá nhân, giúp khách hàng biến ý tưởng thành hiện thực, đáp ứng kịp thời cũng như phát triển ra nhiều sản phẩm với kiểu dáng, chất lượng ngày một tốt hơn.
Ở một hướng đi mới về sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, năm 2016, Việt Phúc đã xây dựng một khu nhà kính tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Áp dụng công nghệ sản xuất Israel để sản xuất các loại rau an toàn. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, công ty đang phát triển dự án trồng 100 hectare chuối xuất khẩu tại tỉnh Đồng Nai. Kế hoạch đến năm 2018 sẽ mở rộng thêm 100 đến 120 hectare.